Alo Alo chào các bạn à, Rất vui được gặp lại các bạn, mình là Phương TK à, Dạo này à, đang đang rảnh việc cho nên là cũng nghĩ ra một số cái trò khá là hay ở trong à, AutoCAD thì à, hôm nay chia sẻ với các bạn một cái phần video thì cái này mình nói về cái phần tỷ lệ skin khung ấy Trước đây thì mình đã cũng, cũng có rất nhiều video để nói về cái việc là làm tỷ lệ bằng skin khung rồi à, Nhưng mà dạo này có thêm các cái phần nó khá là hay mình đang định làm một cái bộ video thì hôm nay cũng chia sẻ với các bạn một cái phần có thể nói là bật mí về cái thằng này thì um, bình thường nhá mình đặt ra một cái tình huống để các bạn hình dung này bây giờ giả sử trong tình huống như thế này một tình huống như thế này mình đang có một cái mặt bằng đấy mình đang có một cái mặt bằng chống hơi chống khách như thế này thế thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là các bạn làm thế thế nào để chúng ta có thể check được cái thằng này tỷ lệ bao nhiêu hoặc là để vào một cái khung tỷ lệ bao nhiêu Bình thường thì các bạn scan cái thằng khung Một cái thằng khung lên Sau đó chúng ta ướm ở đây Chúng ta xem xem là tỷ lệ là bao nhiêu đúng không Thế thì bây giờ có cách nào để chúng ta có thể Check được nhanh một phát luôn để Về cái tỷ lệ của thằng này Đặt vào khung nào là vừa hay không Đó, ở trên model nhé Thế thì bây giờ mình vừa Mình nghĩ ra một cái dim Mình có tạo ra một cái dim check ở trên này này Và mình dùng cái dim check này Để mình có thể mình, 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 mình dim thử ở đây Mình kéo một đoạn Thì mình sẽ áng được Áng chừng được cái khoảng Mà chúng ta sẽ chọn tỷ lệ giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhá để mình chuyển cái fit nó về to hơn này bây giờ mình dùng dim check để mình dim này mình sẽ chưa ra một khoảng dim ở bên này mình chưa một khoảng dim ở bên này khi mà chúng ta làm trình bày bản vẽ hai khoảng dim hai bên vào một cái đoạn khung nữa thì nó sẽ vào khoảng này mình đưa xuống thằng này vào khoảng à, 53 đây nhá khi sau khi mình dim xong thì mình thấy cái tỷ lệ của mình đạt được nó khoảng 53 thế thì chúng ta có thể ép nó thành 50 cũng được đấy thì thì ở đây thì mình có thể chọn được một cái khung tỷ lệ là 150 khá là hay khi mà mình đã biết được cái thằng này là 150 rồi Thì có thể là mình uh, dùng một cái cách thức này đi Đây mình chọn thì lấy 150 ở dưới Sau đó mình chọn một cái khung Vứt vào đây Đấy Quá đẹp luôn Chuẩn chỉ luôn Đúng không Bây giờ các cái phần còn lại thì chỉ là các bạn trình bày các phần vào đây thôi Lúc này thì những cái text này chúng ta phải trình bày lại đúng không Thằng này theo 150 thì là bao nhiêu Rồi các cái phần dim Phần dim thì có thể như thế này Chọn cái dim chuẩn của các bạn ấy Đấy đúng không đấy mình sẽ sau đó thì mình đi các cái phần cần thiết, anh nhá sau đó thì mình đi các phần cần thiết. Thì mình thấy cái cách thức này khá là hay, đang nghĩ ra một cái trò. À, nếu mà các bạn thôi thì đã đã lỡ bật mí rồi thì mình sẽ nói về cái nói chúng ta ít nhất là chúng ta phải có một cái nội dung để các bạn có thể thực hành được đúng không? Thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách chúng ta check nhá. Ở đây thì cái dim bây giờ cái dim check cái dim check này của mình nó nó được tạo ra như thế nào trước tiên thì mình đây nha trước tiên thì mình lấy một cái Dim mẫu một Dim mẫu bất kỳ mà các bạn thích thì mình hay lấy Dim một một sau đó các bạn bấm new để tạo ra cái dim check đấy các bạn có thể ghi là dim check được chưa sau đó tạo một cái dim này thì trong modify ấy, ở cái phần trong modify thì ở cái phần Antimate uh, uh, này này, Antimate Utility này, nó có một cái mục ở đây, nó có một cái mục ở đây là Montelier theo cái unit nhá thì ở trong này mình sẽ lấy một cái hệ số mình sẽ lấy cái hệ số giả sử như với khổ A3 thì cái chiều ngang này cái chiều ngang của cái, cái khổ giấy ấy, chiều ngang này của khổ giấy của các bạn nó là 240 theo tỷ lệ 11 đúng không thì mình sẽ đánh một cái tỷ lệ vào đây là một trên à, 420 xin lỗi các bạn 420 với tỷ lệ 11 đúng không 420 đấy để mình lấy một cái tỷ lệ và mình mình đang sử dụng toàn bộ là A3 mà và đó sau đó mình ra thằng này và mình dim đấy nhá giả sử như mình dim như này đi luôn cái khung này đi mình sẽ chuyển tỷ lệ một chút để cho nó to lên chuyển cái fit cho nó to lên đây thì nó sẽ ra đúng 50 luôn đấy nếu mà chỉnh chỉnh chuẩn thì thằng này dim chuẩn thì nó ra đúng 50 luôn đúng khung tỷ lệ 50 này là vừa đấy thế thì cái cách thức mà chúng ta cách thức mà các bạn đang xem là cái dim check này tại sao nó lại ra một cái tỷ lệ đấy thì mình mới có một cái suy nghĩ tức là trước đây khi mà skin khung ấy mình thường bảo các bạn là chúng ta cứ thử ướm thử đi. Đấy, nhưng mà khi mà ướm thử thì nó rất là khó để hình dung. Tức là mỗi lần các bạn phải gõ, các bạn phải scale để làm sao cái khung này nó ướm vừa vào cái phần hình này, đúng không? Thế thì cái việc đó thì có vẻ như nó không chuyên nghiệp lắm. Thì nó lúc đó mình mới nghĩ ra một cái cách là thứ nhất là khi mà chúng ta, đây nhá, khi mà chúng ta đi một cái kích thước ấy, chúng ta kéo từ đây giả sử như nó hết cái cái khung bản vẽ của các bạn đi nó sẽ ra được một kích thước đúng không nó sẽ ra được một kích thước nào đó không cần phải chính xác nó chỉ còn áng chừng thôi một cái kích thước nào đó kích thước nào đó này khi thì nó sẽ là cái chiều ngang của cái khổ giấy mà các bạn sẽ kêu lên thế thì mình lấy đi mình lấy lấy cái thằng này mình chia cho một cái một cái tỷ lệ bằng đúng cái thằng tỷ lệ 11 của cái khung tên này tức là khung tên A3 thì nó là một trăm bốn mươi đúng không À 420, xin lỗi các bạn cứ nói nhầm mãi Cái 420 này Sau đó thì mình sẽ, mình nghĩ ra một cái là Tại sao chúng ta không ở trong một cái phần dim check Chúng ta không tạo ra một cái dim mà có thể chia luôn cho cái 420 đó Đó, thì ở đây thì mình mò ra một cái này, thằng này Thằng này thì nó bản chất, nó là về biến đổi về tỷ lệ của cái Như kiểu chúng ta dùng inch, dùng mm ấy Thì thằng này mình lợi dụng nó, mình lợi dụng nó để mình tạo ra một cái tỷ lệ ở đây sau đó thì mình dùng cái dim check này để mình mình kiểm tra giả sử như cái bản vẽ này nhá. Giả sử như cái hình này. Bây giờ mình sẽ thử này. Từ đây mình kéo đi thêm, mình kéo đến đây là là cái phần hết cái phần trình bày đúng không? Kéo thêm một đoạn nữa. Kéo thêm một đoạn nữa để chúng ta có cái chuyển về dim check trước đã nhỉ. Kéo chuyển về dim check. Thôi thì mình để cái thằng dim check này có cái kích thước của fit luôn đi cho nó to. Mình cứ để nó là khoảng 50 đi nhá, 50 để chúng ta có thể nhìn thấy nó dễ dàng hơn. Được rồi. Quay lại quay lại tí đây thế thì bây giờ chúng ta đi chúng ta kéo một khoảng cách là cái khoảng khoảng khung của chúng ta chúng ta sẽ có phần trình bày này chúng ta sẽ có phần uh, thêm một đoạn nữa là cái phần uh, khung tên ấy. cái phần uh, ghi chú các tiểu giám đốc uh, người vẽ các thứ đấy thì chúng ta bắt đầu đi một đoạn như này đó thì thằng này khi đi ra thì mình thấy nó có một cái phần ở bên cạnh là 15 Vậy là mình đã biết được là cái thằng này nó có một cái tỷ lệ là 115 rồi Đấy, rất là dễ dàng bây giờ chúng ta vứt thằng này xuống Ok, bây giờ phải chuyển về tỷ lệ 1 đã. Ở đây không có tỷ lệ 1 thì chúng ta chọn đại 1 16 nhá. 1 16 theo mặc định của AutoCAD nhá. Đó, sau đó mình chuyển này. Đấy. Vừa khíp luôn, không phải tính toán gì luôn, đặt một phát vào đây là vừa. Còn những thằng khác các bạn cũng có thể check được kiểu đó. Đấy nhá, sau này check này. Úi giời, chuẩn luôn. Thế thì bây giờ các cái phần khổ giấy khác thì sao? Các khổ giấy khác thì các bạn chỉ đặt lại thằng này thôi các khổ giấy khác thì rất là dễ các bạn có thể đặt lại thằng này ở trong cái phần này các bạn à, ở đây đây nhá các bạn có thể đặt lại giả sử như các bạn xem các cái phần à, kích thước nếu mà các bạn không nhớ kích thước thì bấm vào Ctrl P để xem cái khổ giấy đấy có là bao nhiêu giả sử như khổ A2 là 594 đúng không đấy khổ A2 là 594 thì các bạn lấy cái tỷ lệ giả sử như đang toàn toàn dùng khổ A2 thì các bạn lấy luôn các bạn lấy luôn cái tỷ lệ này là khổ A2 tức là chúng ta đánh số 1 trên 594 chẳng hạn 594 như này đấy ví dụ như thế còn ở đây thì toàn mình không dùng uh, dùng uh, khổ A3 cho nên là mình toàn dùng này 1 trên 420 thì bản chất là chúng ta lấy cái kích thước nhân với 1 trên 420 thì nhân với 1 trên 420 tức là lấy để chia cho 420 thôi thì là chúng ta ra một cái tỷ lệ đúng không đấy đây là một cái cách rất là hay mà mình 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 vừa mới ngẫm ra khi mà các bạn có thể check tỷ lệ với cái thằng này đó thì bây giờ giả sử những những thằng này nhé mình có thể dùng đêm đấy mình check tuyệt vời luôn này năm này cái khung này của mình không chuẩn lắm các bạn nhìn thấy nó có lẻ không đây này lẻ hai này nó không chuẩn lắm đấy nhưng mà mình có thể mình check được luôn là cái trong cái phần hình vẽ này nó là bao nhiêu rồi đấy tất cả các tỷ lệ này mình đều check được nhé giả sử những cái thằng này uhm, đây như này tỷ lệ này là một mười này xuống cái tỷ lệ này tỷ lệ này một mười đấy rất là dễ dàng để các bạn có thể làm một cái phần check và có thể là ướm không cần phải ướm cái phần khung nữa hoặc scan các thứ nữa mà chúng ta chỉ cần là chúng ta đi một cái đoạn như thế này để chúng ta lấy một cái khoảng cách ra a à, đang này 15 chọn luôn cái khung vứt vào đây vừa khíp luôn quá đẹp đúng không Ok hy vọng đây là một cái phần chia sẻ mà hữu ích dành cho các bạn à, sẽ có riêng một phần một bộ layout à xin lỗi à, riêng một cái phần bộ video nhá một phần bộ video để dành cho cả một cái thằng quy trình làm cái thằng này để chúng ta có sẵn những cái thằng bên này có sẵn cái phần check in này ok cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo